gì hết, mọi người thông cảm nha. À, còn trong lòng Ni thì Ni chỉ mong là chị Lộc Vườn Cây và mọi người hòa thuận với nhau thôi đó. Có thể những cái khúc mắc, những cái hiểu lầm nào thì cần giải quyết thôi để hòa thuận cùng nhau đi đến cuối đoạn đường, chứ bây giờ cảm giác như thế này cũng buồn cho mọi người. Sao cô bé Tám, chính xác cái gì của bé Tám của tôi? Nick ảo từng nick ảo toàn để hình hoa rơi cửa Phật mà lời nói như băm hoa lại cánh bay kích trầu. Phót chị Ni, phót chơi bạn là sòng phẳng với em. Phót chị Ni nha, phót chơi bạn là sòng phẳng đối với em Út là rõ ràng, giúp ai là giúp hết mình, không ngại gian nan nhiều lắm mấy má. Phót chị dạo này định giảm cân cho đẹp hơn nữa. Chị Ni nói chuyện rõ ràng đanh thép. Cảm ơn em Kiệt Trắng nha, đưa đơn còn mọi người yên tâm đi. Đâu mà xảy ra vừa rồi thì mọi người cũng biết rồi, có một cái người á họ đang ở nhà như vậy thì cơ quan chức năng ập vô thu hết chứng cứ đúng không? Thì mọi người cứ nghĩ đi, cứ để nói thoải mái, sỉ nhục thoải mái, cứ để đi mọi người, không cần phải ngăn gì hết trơn á. Dạ em cảm ơn chị Mai Huỳnh nha, Thủy Huỳnh. À, cái chuyện chị ok Tài Nguyễn, có gì chị vô thẳng vấn đề chị trả lời luôn không sao, tại vì vấn đề giữa chị Lộc Vườn Cây rồi em mấy em đó thì bây giờ chị Ni không có nắm rõ cái nội dung, rồi nắm rõ cái khúc mắc giữa hai người, giữa hai nhóm như thế nào, chị Ni không có thể lên live mà chị Ni nói được, và chị Ni cũng không có thể nào mà nghiêng bên này bỏ bên kia, chị tại vì chị Ni không biết cái rõ câu chuyện thế nào, không có, bản thân chị Ni không có cho phép mình để nghiêng bên này bỏ bên kia được, tại vì ai cũng là đồng đội của mình hết, từ xưa tới giờ ai cũng bỏ công bỏ sức đi 8 9 tháng nay để ủng hộ Loan, thì chị Ni không có thể nào mà bỏ một bên bên một bên được, khi mình đâu có biết biết sự việc rõ ràng ai sai đúng đâu, chỉ mong rằng là mọi người hòa thuận với nhau thôi là đi vui, còn không muốn ai rời khỏi cái drama này, tại vì ai cũng là người tốt hết mà đâu có ai xấu đâu, chỉ qua đôi lúc thì trong lúc làm việc thì hiểu lầm hoặc là có những việc mình không có biết được nội tình bên trong như thế nào. Bà hiếu thảo với ba mẹ, mẹ bà nha, có mấy con rảnh tự nhiên kéo ba mẹ người ta vô. Cảm ơn bé Tám, cô gái hàng xóm của tôi. Để nói tiếng Sài Gòn một chút nha, nói tiếng An Khê. Con già mi trời ơi chị ơi. À, Tuấn Nguyễn ơi, nói tên một phát là chị ấy rất là thích kiện nha. Ni nói chuyện rất hay, quá ngưỡng mộ này. Dạ cảm ơn chị Lê Nga. Em nói thiệt với mọi người là em bị cuốn với mọi người luôn đó, là em mê mọi người chứ không phải mọi người mê em đâu, nhưng mà em không có ảo tưởng đâu mọi người đừng có lo, tại em biết em là ai, em bị ảo tưởng là mọi người phập em xuống liền, đâu lúc nói chuyện với mọi người cái cao trào nó như vậy cái em định xuống rồi, cái giờ này là giờ làm việc của em, nhưng bây giờ em vẫn tiếp tục nói là một người bị em bị cuốn đó, là em mê mọi người chứ đừng nói là mọi người mê em nha, em đang mê mọi người đó, nhưng mà chắc chắn là em phải tiết chế chứ không phải là mê mọi người, rồi bắt đầu nói mông nói cuội nói dài thành nói dại luôn. Đài Loan ai chào đón nè, Đài Loan nè nha mọi người. Đài Loan ơi, Đài Loan ấy ngày mai hả? Tối mai nha mọi người.
trời ơi, cô Ni ơi, cái áo tóc này của Ni đẹp và giống người Bắc. Trời ơi, đây này, Ni kẹp này, Ni cài này đó. Đó. Em mới mê chị khoái, chị nói khi đang làm việc à. Áo contact, đúng rồi đây, áo contact luôn. Ai phát hiện ra? Đây mọi người ơi. Ni ơi, Tết đến rồi, có một máy ấm dành cho em bé bị ung thư, có gieo duyên giúp các em. À, chị Thúy Vân ơi, cái việc gieo duyên mà để làm từ thiện thì em sẽ có thời gian rảnh đó, thì em sẽ coi, em sẽ tự đi và tiền của em như chị, cho em không thể đứng lên kêu gọi bất cứ người nào hết. Tại vì em đã nói rồi, ngay cái việc mà từ thiện là em né hai cái từ thiện ra, em rất là sợ từ xưa tới bây giờ. Cho nên em làm vì gì em sợ hai cái chữ từ thiện. Cho nên chị thông cảm nha. Có thể máy ấm của bé đó thì có một ngày nào đó thì em sẽ ghé thăm. Em không có hứa trước, tại giờ công việc của em rất là bận á. Sắp tới gần cuối năm nữa, cho em không có hứa rồi cái không tới mà công mấy bé trong mong. Còn cái chuyện mà kêu gọi là em xin lỗi chị trước nha, em không thể giúp bất cứ một ai kêu gọi. Tại vì mấy bữa trước là có mấy chị kêu là vô kêu gọi từ thiện gì đây này, em không có kêu gọi được nha mấy chị. Đó là em né hai chữ từ thiện ra. Lại có lòng trường nghĩa, trời bé nghe em đừng khen chị quá em ơi. Số nhà 25/11, hẻm 25 đó em. Dạ em cảm ơn chị, em để cảm ơn chị gửi thông tin cho em. Nhưng mà bây giờ em không có hứa bất cứ điều gì chị. Nhiều khi mình đi từ thiện cũng là cái duyên á chị, chứ không phải là mình muốn là được đâu chị ơi. Có nhiều khi em muốn đi đó, rồi em đi cũng không được, chứ không phải là họ cần em. Em nhé, dễ thương quá. Em gái chị thích vậy. Em cảm ơn chị Hà Phùng Băng, bé Loan, Phương Lê Bang, cô công chúa nhỏ của cô. Trời ơi. Đó, mọi người thấy tin nhắn của Ni không? Hả? Cái gì vậy? Mọi người phát hiện ra cái áo chưa? Chưa có check ra. Quê ghê. Tim vì yêu thương mà đến, có trở lại như lúc trước không? Vì anh rất rất hâm mộ. Dạ thì vì yêu thương, những ai mà vì yêu thương mà đến, vì một chí hướng là chắc chắn sẽ như xưa rồi anh, không sao hết nha. Còn bây giờ hiện tại có những khúc mắc á, thì tụi em hướng tới đại cuộc thôi. Còn vấn đề mà những người yêu thương mà đến thì chắc chắn sau drama này sẽ trở lại bình thường, không có sao hết nha anh. Anh yên tâm nha. Dạ em cảm ơn anh Đắc Toàn. Trời ơi, em là idol của anh đó hả? Anh có thể chụp hình với em, em cũng rất rất mong được chụp hình với anh vào một dịp nào đó. Em chẳng là idol đâu anh ơi. Tại vì em lên livestream gì đó, có những cái em cũng cần khắc phục lắm. Em càng ngày càng phải khắc phục hơn nữa đó. Rất may là khi mà vô drama này em thấy được cái điểm sai của em. Là hồi trước đây em nóng tính lắm, em không có bình tĩnh như bây giờ đâu. Tự nhiên vô drama này nó có nhiều cái để em học ghê. Em rất, bây giờ em cảm thấy em hạn chế được cái nóng tính của em rồi. Em bình tĩnh hơi nhiều đó. Ni mãi định về. Cảm ơn chị Phạm Oanh. Hôm qua em mua khoai lang của chị Hồng Loan ngon lắm chị. Rồi cảm ơn em. À, khoai ngọt đúng không em? Tội Ni bị quỷ Miss Mù ám. Cúng cô hồn cho bà đi. Niềm tin đặt vào idol chính xác. Cảm ơn Hương Trần, chị Hương Trần. Xếp đồ đi đâu đó, sẵn sàng nên choàng vô mặc like. Trời ơi, sao mà hay quá vậy trời. 2 giờ là đi công chuyện đó, cho nên là choàng cái áo vô đi luôn. Sự Cát Tường. Dạ, em chào chị Nana Trần. Mọi người
cũng thấy là có những cái chi tiết mà Ni cứ Ni lên livestream nhắc lại cho mọi người. Thật sự trong đầu của Ni, Ni thấy đôi lúc những cái kênh truyền thông cảm thấy đã đi lệch hướng, và có những bạn YouTuber là kiểu đâu có ép buộc họ được, họ cảm giác họ đi một cái sai trái. Rồi có lâu nay có một cái bạn mà chủ sân khấu đó, bạn đưa lên cái chính kiến của bạn thấy mắc cười quá, thì Ni phải nhắc lại những cái chi tiết để cho mọi người nắm rõ thôi. Tại vì Ni thật sự Ni sợ nó bị lệch lạc á, chứ Ni cũng biết là qua những cái comment của mọi người là Ni biết mọi người cũng có chính kiến của mình, đi đúng hướng rồi đó, suy nghĩ đúng nơi đúng chỗ rồi, thương đúng người, cho nên là Ni cũng an tâm. Nhưng có đôi lúc Ni sợ đó, cảm giác là Ni sợ thôi. Ni sợ kiểu truyền thông quá cái mọi người bị sao lãng, mọi người bị sao lãng cái suy nghĩ của mình á.